Năm 2007, thầy Thích Trúc Thái Minh về nhận chùa Ba Vàng. Sư phụ nhận chùa thì chùa rất là thiếu thốn về cơ sở vật chất, rất là nghèo. Nhưng mà sư phụ cũng có một cái tâm nguyện là mở khóa tu mùa hè. Tôi rất mong mỏi Phật giáo sẽ được phát triển và phổ cập cho đến toàn dân. Và đặc biệt nhất ấy, làm sao thanh thiếu niên, thiếu nhi bây giờ, các cháu nó được tiếp cận với cái đạo đức của Phật học, Phật giáo. Thì sẽ giúp cho dân tộc, cho đất nước được tốt đẹp rất là nhiều. Và cái này thì cũng là cái mà chúng tôi hiện nay cũng đang cố gắng thực hiện. Chỉ đến năm 2009, những khóa tu mùa hè đầu tiên đã được hình thành tại nơi đây. Chúng tôi cũng đặt câu hỏi là, ôi thế chùa nghèo thế này, sao thì thầy lại mở những khóa tu này, làm gì có lương thực, thực phẩm để cho các cháu ăn. Chúng tôi đi vào cái kho, nhìn mãi cũng chỉ thấy mỗi khoảng hơn một thùng mì tôm ấy. Thầy là vất vả lắm. Nhưng mà thầy dành thời gian rất nhiều, thường xuyên thầy xuống bếp, thầy hỏi là thế thực đơn khóa tu đâu, có những cái gì. Các con cố gắng làm những cái món ăn có nhiều chất dinh dưỡng để cho các cháu, đừng để cho các cháu đói. Còn là thầy động viên, thầy an ủi với cái tình thương rất là ấm áp. Có những ngày mưa to, dột vào đến tận phòng ngủ, mỗi người lại một chân, một tay cùng nhau tắt nước. Sư phụ phải dựng tạm cái nhà tôn để các cháu tu học. Nhưng mà coi trời thì mưa mà sư phụ phải xe bạt bốn xung quanh cái khu nhà tôn ấy để ngồi, nhưng mà trời mưa vẫn hấp vào. Khi mà thực phẩm lên chùa không có xe gì cả, thế tôi với cô Phạm Thị Yến mới nghĩ là thôi lấy cây tre, xong là mới xiên vào những cái túi đựng đồ đấy khênh, thì trời mưa đường thì nó trơn mà sỏi đá nó gập ghềnh, đến 4-5 tiếng mới đến chùa. 2009-2010 ấy thì lúc đó bọn mình tham gia là không phải một tuần như ở đây bây giờ đâu, mà bọn mình tham gia ấy hồi đó nó là 2 tuần đến 1 tháng. Nhưng mà bọn mình được trải nghiệm những cái gì, những cái thời khóa bình thường của chùa, và bọn mình được đi lao tác cùng với lại chư tăng, bọn mình cũng rất là vui. Được sư phụ dành thời gian để dạy riêng bọn mình vào những cái buổi chiều để dạy về đạo hiếu, để dạy về đạo đức. Thì đấy là những cái trải nghiệm của mình từ cách đây khoảng tầm 14-15 năm trước. Khóa tu năm ấy dù khó khăn nhưng tụi trẻ vẫn được theo chân sư phụ, chư tăng đi tham quan, dã ngoại, tham gia các buổi học đạo đức dưới giảng đường mái tôn, rồi có những ngày vào rừng, leo núi rèn luyện sức khỏe. Giờ nhìn lại thấy an lành, hạnh phúc biết bao. Một trong những câu chuyện mà mình ấn tượng nhất của những khóa tu mùa hè năm đó, đó là những đó là những món quà của sư phụ. Mình cũng nhớ những chiếc bánh mì của khóa tu mùa hè năm 2009. Thì ngày hôm đó thì buổi sáng thì chúng mình được ăn bánh mì chấm sữa. Và mãi cho đến sau này khi mà mình được nghe các bác kể lại, sư phụ đi phận sự về và sư phụ đã mua những chiếc bánh mì rất là dài và mang xuống bếp dặn các Phật tử, vì là bánh mì rất là ít, thế nên là ngày mai các Phật tử sẽ không ăn món bánh mì này nữa để nhường cho các con khóa sinh. Thì mình thấy là rất là xúc động. Năm ấy, những đứa nhóc ham chơi đôi khi chẳng nhớ nổi những lời thầy giảng trên phân trắng, bảng đen. Nhưng lạ là những điều thầy từng làm sao càng lớn khôn lại càng nhớ. Mình đã từng bị sư phụ phạt 3 roi đánh vào mông, thì bọn mình có cùng nhau trốn đi chơi game. Đây là một kỷ niệm khiến mình nhớ mãi, không thể nào quên. Và mình nhận ra một điều rằng chỉ có những người thực sự yêu thương mình thì mới dành thời gian quan tâm và lo lắng cho mình, như là hành động năm đó của sư phụ. Cuộc đời sư phụ tâm huyết dành cho tuổi trẻ. Chính vì thế mà cả chùa, chư tăng cũng như chư ni, cùng tất cả các cô, các bác Phật tử, cùng theo cái chí nguyện của sư phụ, cũng đồng dành tâm, dành lực của mình cho tuổi trẻ. Đến cái thời điểm ban đêm ấy, và những cơn mưa rất là lớn, mình có được nghe một lần sư phụ nói rằng là sư phụ có những đêm sư phụ không ngủ được. Sư phụ rất là lo và sư phụ bảo là sư phụ không thể nào mà ngồi yên được, và sư phụ phải đi trực tiếp ra để xem các bạn khóa sinh như thế nào. Trời mưa thì các bạn khóa sinh đi vào, nhưng sư phụ và chư tăng lại đi ra. Và còn vô vàn những lo lắng nữa sư phụ và chư tăng chưa bao giờ kể. Được lớn lên từ tình thương của sư phụ, nên dù thời gian trôi qua, khóa sinh khóa tu mùa hè năm ấy, dù giờ là ai,
vẫn nhớ rằng mầm thiện mỗi người đang có đều phần nào từ mảnh đất khóa tu mùa hè mà sinh khởi, nhờ sư phụ vất vả ươm mầm mới có thể vươn lên. Mình là Dương Vũ và mình cũng là khóa sinh tu học tại chùa từ những năm 2012. Trần Chiến, diễn viên kịch điện ảnh truyền hình. Minh Hiếu, kỹ sư AI. Nhật Mai, marketing channel, thủ khoa đầu ra của University of East Anglia. Trước đó mình là một người không dám nói lời yêu thương cha mẹ, sống không hề có mục đích. Sau khi tham gia khóa tu xong, điều đầu tiên mình làm là mình đã dám nói lời yêu thương cha mẹ. Và mình đã tìm được mục tiêu của mình là phải trở thành một diễn viên. Và bây giờ mình là một diễn viên kịch điện ảnh truyền hình. Trước khi vào chùa, con là một cô bé khá là sống và khép kín. Con không tin ai cả. Bố con đã quyết định cho con vào chùa để con thay đổi. Con đã cực kỳ mong là sẽ được ở cùng khóa tu này mãi mãi. Bởi vì đối với con, chùa Ba Vàng là ngôi nhà thứ hai của con. Mình bắt đầu biết nói xin lỗi và cảm ơn. Mình biết cách điều phục sự tức giận hơn, đã hòa đồng hơn, mình đã tự tin hơn, mình đã tự lập hơn. 15 năm, sư phụ đã ươm biết bao mầm thiện để từ đó vươn lên thành những đóa hoa tỏa sắc hương cho đời. Thanh xuân của chúng ta là khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng. Số lượng khóa sinh sau mỗi năm ngày càng tăng, cao nhất tới thời điểm hiện tại là gần 22.000 khóa sinh và tình nguyện viên. Thay mặt cho ban tổ chức, tôi xin trân trọng tuyên bố khai mạc khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng năm 2023. Từ những ngày đầu khi mà thầy mới vào chùa Ba Vàng, những khóa tu đầu tiên có vài chục em, rồi sau đó tăng dần lên vài trăm em, đến hàng ngàn em, và bây giờ là nhiều ngàn em. Khóa tu mùa hè được chia thành 4 khóa với các chủ đề khác nhau để phù hợp với mọi độ tuổi, bao gồm con sẽ lớn khôn, kết bạn bốn phương, búp sen hồng, thắp sáng trí tuệ. Cũng rất lo lắng, nhưng mà lên đây thì mình thấy cái cơ sở vật chất với các thứ, cũng cảm thấy là yên tâm. Từ các công tác chuẩn bị sân khấu, khu vực ăn uống, sinh hoạt, tắm giặt được sẵn sàng để các bạn khóa sinh có thể trải nghiệm một mùa hè thật bổ ích và ý nghĩa. Hàng tấn là đơn vị được tính của mỗi món ăn trong một bữa ăn cho các khóa sinh tại chùa. Những chai nước tinh khiết mang thương hiệu Ba Vàng sẵn sàng phục vụ các bạn khóa sinh. Hàng vạn bộ đồng phục khóa tu mùa hè được chuẩn bị để phục vụ các con khóa sinh. Không thể không nhắc đến những người đã tạo nên thành công của khóa tu mùa hè, đó chính là ban tổ chức và đội ngũ hậu cần. Khi tham gia khóa tu mùa hè, chùa Ba Vàng với vai trò là ban điều hành thì với các ban, các bộ phận sẽ họp bàn và tư duy cách thức để triển khai tất cả những sự chỉ dạy của sư phụ Chư Tăng và cô chủ nhiệm. Các việc làm của ban điều hành tuy là nhỏ nhưng mà cũng mong muốn là để cho các em tiếp nhận được những sự chỉ dạy và các nội dung của khóa tu nhiều nhất. Lo cho thế hệ trẻ có nghĩa là lo cho tương lai, mà lo cho tương lai có nghĩa là lo cho tiền đồ của dân tộc Việt Nam. Tôi rất phấn khởi và xúc động khi nhìn thấy hàng ngàn các bạn thanh thiếu niên chúng ta ngồi đây để nói với các em vài câu ngắn gọn thôi là các em đã lựa chọn một con đường đi đúng. Các em tham gia chương trình này không chỉ được nhà chùa Đại Thọ cho ăn ở sinh hoạt miễn phí, mà còn được tham gia rất nhiều chương trình hoạt động bổ ích. Ngay lúc này đây thì Đỗ Dương đang cảm nhận được sức nóng của hơn 7.000 các bạn khóa sinh và tình nguyện viên để sẵn sàng tham gia chương trình. Những cuộc thi khơi nguồn sáng tạo, thể hiện tài năng, phát triển khả năng làm việc đội nhóm. Qua những sự kiện này, lớp Phượng Đỏ chúng em có thể gắn kết lại với nhau. Những chương trình Phật giáo giúp các con quay trở lại nội tâm, nhìn nhận lỗi lầm, sống biết ơn và đền ơn. Những bài học về kỹ năng sống, định hướng tương lai, sự nghiệp. Và chính những điều lợi ích mà các bạn nhận được đã khiến các bạn trở thành những người luôn đồng hành, gắn bó cùng khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng qua các năm, tham gia câu lạc bộ tuổi trẻ Ba Vàng và phụng sự tại chùa. Có rất nhiều lý do để mình gắn bó với nơi đây. Đơn giản thôi, vì đây là nhà của mình. Hành trình 15 năm, đó là một chặng đường dài. Sư phụ đã mang tình yêu thương đối với tuổi trẻ để tổ chức những khóa tu mùa hè thay đổi cuộc đời của biết bao người. Hẹn gặp lại các con không phải đến sang năm mà bất cứ lúc nào các con muốn thì về đây với sư phụ, với Chư Tăng, với cô và tất cả mọi người. Trái tim của sư phụ lúc nào cũng hướng tới các con, hướng tới tuổi trẻ,
Mong sao tuổi trẻ được tiếp nhận những cái gì tinh khôi nhất, trong sạch, tốt đẹp nhất. Các con sẽ là những đóa hoa để mà tỏa hương cho cuộc đời này. Đó là cái điều Sư Phụ mong muốn gửi tới các con. Sư Phụ yêu các con rất nhiều.